Cận cảnh bộ ảnh cưới của diễn viên Kim Hiền và chồng tại Mỹ sau 5 năm kết hôn. Kim Hiền là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, cô từng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hương Phù Sa, Dốc Tình. Thế nhưng sau khi kết hôn, chân dài này quyết định sang Mỹ định cư và rút lui khỏi làng giải trí Việt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Kim Hiền kết hôn với ông xã Việt kiều Andy năm 2014. Hiện tại, cả hai đã có với nhau một cô con gái đáng yêu. Từ khi rời khỏi làng giải trí Việt, cô trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Công chúng chỉ biết được vài thông tin về cuộc sống hôn nhân của nàng Úc Sáng, có một số hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ là một vài hình ảnh hiếm hoi, nhưng người hâm mộ cũng nhận ra cuộc sống của Kim Hiền đang rất viên mãn. Cô được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng. Mới đây, nữ diễn viên Hương Phù Sa đã khiến nhiều chị em xuýt xoa khi bất ngờ tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh. Ở tuổi 37, Kim Hiền diện bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt. Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn là liều thuốc tiên giúp nàng Úc Sáng ngày càng trẻ đẹp vượt thời gian. Trước khi đến với ông xã hiện tại, Kim Hiền từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Sau ly hôn, cô một mình nuôi con trai cho đến khi gặp và bén duyên với doanh nhân Andy. Sau 2 năm tìm hiểu, Kim Hiền quyết định về chung nhà với ông xã hiện tại vào năm 2014, sau đó cùng con trai sang Mỹ định cư. Kim Hiền từng chia sẻ, ông xã không chỉ yêu thương cô mà còn rất quan tâm bé Sonic, con trai riêng của vợ. Thi thoảng nữ diễn viên cũng cùng chồng và các con về Việt Nam để thăm gia đình. Hiện cô chưa có ý định về nước định cư và hoạt động nghệ thuật trở lại. Ở tuổi 37 và trải qua 2 lần sinh nở, nhưng nàng Úc Sáng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp vạn người mê, cùng thân hình nuột nà khó cưỡng. Nhiều khán giả tỏ ra vui mừng vì sao đổ vỡ, Kim Hiền đã tìm được người đàn ông biết yêu thương và trân trọng giá trị của mình. Diễn viên Kim Hiền hé lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống tại Mỹ. Tan trường lúc 14:30, cậu cả nhà Kim Hiền vừa về đã tranh thủ ngồi vào bàn làm bài tập. Sonic nói với mẹ, hoạt động cậu thích nhất sau giờ học là tập luyện bóng rổ và vui chơi cùng em. Ivona tỏ ra háo hức trong lúc chờ anh trai làm bài và mong ngóng đến 17 giờ để cả nhà di chuyển ra công viên. Sân chơi rộng rãi cách nơi ở của Kim Hiền khoảng 20 phút lái xe, có chỗ cho Sonic luyện thể thao và khu riêng để các em bé chạc tuổi Ivona chơi cầu trượt, nghịch cát. Trong lúc con trai Sonic tập bóng rổ cùng người huấn luyện, Kim Hiền làm việc trên laptop, thỉnh thoảng để mắt tới bé Úc. Ivona chơi một mình hoặc cùng các bạn trên sân cỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ cười khoái chí. Kim Hiền tâm sự, con gái cô không mè nheo đòi mẹ chơi cùng mà chủ động khám phá. Ivona mới 3 tuổi nhưng tỏ ra bạo dạn, thích lại gần các bạn nhỏ khác để làm quen. Thích thú với các hoạt động ở sân chơi nên những ngày đầu Ivona khóc lớn mỗi lần mẹ gọi hai anh em ra về. Kim Hiền thuyết phục con, ngày mai lại đi nữa, hoặc hôm nào anh hai đi tập bóng rổ, mẹ lại cho Ivona đi theo. Vài lần bé nhõng nhẽo rất lâu, thậm chí giận hờn, nhưng bà mẹ Việt tại Mỹ không thỏa hiệp. Kim Hiền mất vài lần để rèn cho con thói quen cứ hết giờ là nhanh chân theo mẹ và anh hai về nhà. Nước Mỹ trời đang vào thu nên tiết trời mát mẻ. Mỗi lần cho con ra ngoài, nữ diễn viên không chuẩn bị nhiều, chỉ mặc áo cho bé dài tay và quần đủ ấm. Kim Hiền cho phép con nghịch cát, lê la dưới bãi cỏ để tìm hiểu về thế giới xung quanh. Ba mẹ diễn viên tâm sự, cô nuôi con theo kiểu khuyến khích bé ra ngoài, tiếp xúc với nhiều điều mới lạ, chứ không nâng niu, bao bọc. Ban ngày khi ông xã Andy đi làm và con trai Sonic đi học, Kim Hiền làm việc nhà và vui chơi cùng Ivona. Cô lập cho mình thời khóa biểu cụ thể để hoàn thành các đầu việc mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp, theo đuổi công việc riêng và gần gũi con gái. Ngày mới của Kim Hiền bắt đầu bằng việc đưa Sonic tới trường, tiện anh Andy đi làm, sau đó dọn dẹp, nấu nướng và phần còn lại dành cho Ivona. Nữ diễn viên mua cho con gái nhiều bộ chữ cái, sách truyện để bé tự chơi lúc mẹ bận. Choáng váng trước biệt thự sân vườn triệu đô ngập hoa trái của vợ chồng Kim Hiền ở Mỹ. Các biệt thự của vợ chồng Kim Hiền tại Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi bởi thiết kế ấm cúng, sang trọng và ngập tràn hoa trái. Sau hơn 3 năm sang Mỹ định cư và có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Việt kiều Andy cùng hai con, Kim Hiền vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt. Tại xứ sở cờ hoa, nữ diễn viên Dốc Tình còn gây chú ý khi sống trong căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, sang trọng, không kém bất cứ nghệ sĩ Việt nào ở đây. Cũng giống như nhiều căn nhà ở Mỹ, căn biệt thự của vợ chồng Kim Hiền có một bãi cỏ xanh khá rộng rãi trước cửa. Phần không gian rộng rãi cho các con thỏa thích vui đùa. Một phần của sân vườn được gia đình Kim Hiền tận dụng để làm nơi tổ chức những bữa tiệc BBQ, party ngoài trời. Ngoài khoảng sân rộng rãi, căn biệt thự nhà Kim Hiền còn gây chú ý với nhiều cây ăn quả, vốn là đặc trưng tại Việt Nam, như ổi, hồng giòn, lúc nào chúng cũng sai quả, khiến ai thăm vườn cũng cảm thấy thèm thuồng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về khu vườn mà cô dành nhiều công sức chăm bón với rất nhiều loại cây, ăn quả. Theo Kim Hiền, thói quen của cô đi đâu hay ở đâu cũng phải có hoa bên cạnh, nên khi ở Mỹ, nữ diễn viên đã trồng rất nhiều loại hoa quanh nhà. Tất cả những loại hoa cô trồng đều được cắt tỉa thường xuyên và được sử dụng để trang trí ở trong nhà. Kim Hiền còn tận dụng góc sân vườn ngập sắc hoa để chụp hình mỗi lúc rảnh rỗi. Đây chính là cách để cô giải tỏa căng thẳng mỗi khi có dịp. Phong cách nhà Kim Hiền được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách châu Âu, tạo không gian ấm cúm và sang trọng. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên vẫn giữ lại một vài thiết kế cổ xưa mang hơi hướng Việt Nam để tạo nên màu sắc riêng cho ngôi nhà. Ngoài phòng khách, vợ chồng Kim Hiền còn dành riêng một căn phòng có treo nhiều bức ảnh kỷ niệm của cặp đôi cùng các con và kệ đựng sách. Đây là không gian riêng của gia đình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Một căn phòng riêng để tivi và là nơi giải trí cho cả gia đình. Góc nhỏ của nhà bếp cũng được thiết kế gọn gàng, tỉ mỉ từng chi tiết. Vợ chồng Kim Hiền dành một góc nhỏ trong căn nhà để các khung ảnh kỷ niệm. Phòng ngủ của hai bé Sonia và Ivona cũng được thiết kế đơn giản ấm cúng. Để con gái có không gian thoải mái nhất, Kim Hiền còn sắm cả một túp lều nhỏ, được cắm đèn sưởi để bé ngủ sau khi vui chơi trong phòng. Chân dung hai người chồng và đường tình trắc trở của nữ diễn viên Kim Hiền. Từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh với DJ Phong, Kim Hiền giờ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng bên người chồng hiện tại. Được biết đến như một diễn viên vừa hội tụ đủ cả tài năng lẫn nhan sắc, lại đang có một cuộc sống hôn nhân vẹn toàn. Ít ai biết, để có được hạnh phúc hôm nay, Kim Hiền đã phải đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt. Kim Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống tạm bợ trong một căn nhà lá ở xóm Liều Kênh Cầu Thị Nghè. Ba mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, nên khi lớn lên, cô luôn muốn có một tổ ấm trọn vẹn dành cho mình. Duyên phận đã đưa đẩy cô gặp gỡ và yêu DJ Phong. Họ đã từng có một chuyện tình rất đẹp. Hai người đến với nhau và sống chung như vợ chồng trong 6 năm trời. Bé Sonic ra đời như một trái ngọt của mối tình đẹp như mơ đó. Tình yêu mà Kim Hiền đã dành cho chồng cũ đã rất lớn lao để cô có thể ở bên anh suốt chặng đường ngần ấy năm. Trước đây khi nói về anh, cô chia sẻ, anh Phong là người sống lý tưởng, trung thực. Trong cuộc sống tôi khó có thể kiếm được một người đàn ông như thế, cho dù anh ấy không phải là người hoàn hảo. Được trở thành vợ anh ấy là một may mắn và không ai có thể thay thế được anh ấy trong lòng tôi. Lúc mới lấy nhau, cái tôi của cả hai chúng tôi đều trỗi dậy, không ai chịu nhường ai vì tính ai cũng nóng. Nhưng bây giờ, cả hai đã thay đổi nhiều rồi để hòa hợp với nhau tốt hơn. Kim Hiền vẫn từng tự hào về người chồng tuy không phải đại gia, nhưng hết lòng chăm lo cho vợ con và không mảy may nghi ngờ anh có người khác. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, DJ Phong không phải là người hết lòng vì gia đình. Đám cưới của Kim Hiền và DJ Phong vừa tổ chức chưa được bao lâu thì cô đã lên báo công khai ly hôn. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong đám cưới chưa kịp sáo thì tận mắt Kim Hiền đã thấy người chồng của mình phản bội. Cô cho biết đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sau đó cô chọn cho mình con đường bà mẹ đơn thân khi chấp nhận một mình nuôi con nhỏ. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng mong muốn Kim Hiền sớm tìm được một mái ấm mới để thoát khỏi cái cảnh một mẹ một con. Trải qua cuộc sống hôn nhân tan vỡ, Kim Hiền đã sống 2 năm trong tình trạng lẻ bóng một mình. Nhưng hạnh phúc lại một lần nữa tìm đến cô khi Andy Lê, người chồng hiện tại của cô xuất hiện. Andy Lê không phải nghệ sĩ, nhưng đầu tư sản xuất nhiều chương trình trên màn ảnh nhỏ. Anh thường xuyên từ Mỹ về Việt Nam hợp tác làm ăn với một số kênh truyền hình và gặp Kim Hiền khi cô tham gia một dự án quảng cáo do anh hùng vốn. Hai người yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Theo như Kim Hiền chia sẻ, chồng mới Andy luôn trân trọng và yêu thương cô. Anh luôn cảm thấy Kim Hiền là vật báu mà anh cần giữ bên mình. Hiện tại, cô Út Sáng đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu của người chồng hiện tại. Tôi từng không tin sẽ có người đàn ông yêu mình đến như vậy. Niềm vui của Kim Hiền còn được nhân đôi khi mới đây, cô cùng chồng đã được chào đón sự có mặt của thành viên mới, một bé gái vô cùng đáng yêu. Qua những hình ảnh cô chia sẻ, khán giả dễ dàng nhận ra cô đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và hai con. Sau bao khó khăn thăng trầm, cuối cùng cô diễn viên xinh đẹp đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Mong rằng Kim Hiền sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi, cũng như giữ trọn được hạnh phúc mà cô đang có.